ném ở khu vực hình chữ nhật dưới rổ, một cú ném mà anh đã không bị cầu thủ nào của đội chủ nhà theo kèm. Và ngay lập tức thì Morgan Moses tắt Nguyễn Tuấn Tú hoặc Morgan Moses. Morgan Moses vừa được cắt hơn ván đá, kể cả trong việc phòng thủ lẫn tấn công. Lại một cú ném 3 điểm thành công nữa của Morgan Moses. Công ở trong cả hai quả đá phạt này thì tỷ số sẽ được cân bằng. Quả đá phạt đầu tiên đã Amstein. Tuy nhiên vừa rồi thì Lenny Daniel đã phòng thủ rất hay. Cú ném xa của Morgan Moses thêm 3 điểm nữa cho Sài Gòn Heat. Và đội chủ nhà lại vượt lên dẫn điểm. Các cầu thủ Sài Gòn Heat đang chơi rất hưng phấn. Cú ném xa chính xác của Morgan Moses. Phải nói đây, phạt điểm tốt của Morgan Moses. Một cú đình rất đẹp bắt của Lenny Daniel. Pháp lỗ tuyệt vời. Phải nói cơ hội vào sân thì sẽ sẵn sàng phạm lỗi nhiều hơn đó. Morgan Moses ném xa, bóng đá vào lỗ rất đẹp bắt. Thực hiện một pha ném xa chăng, Morgan Moses lại ném xa. Và bóng đá vào lỗ rồi. Triệu Hoàng Minh, Triệu Hoàng Minh đang là người giữ bóng. 30 giây cuối cùng của trận đấu, Morgan Moses lại ném xa và lại thành công. Thêm 3.